Tiếp tục phần nhận định, soi kèo hôm nay của Phạt Đền là trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Philippines diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 5 trên sân vận động Việt Trì, thuộc khuôn khổ giải SEA Games 31. Trước tiên hãy cùng nhận định về U23 Myanmar và U23 Philippines. Không ngoài dự đoán của nhiều người, U23 Myanmar đã có được chiến thắng trước U23 Timor-Leste trong trận ra quân của mình tại SEA Games 31. Tuy nhiên, cái cách mà họ giành lấy 3 điểm trước đối thủ lại theo một kịch hoàn toàn khác xa với những gì mà giới mộ điệu đã toan tính. Đội bóng của huấn luyện viên Veliza Popov nhanh chóng có được 2 bàn thắng vào lưới U23 Timor-Leste và ngỡ như họ đã có một trận đại thắng trước đối thủ. Nhưng những gì mà U23 Myanmar mang đến chỉ là cú tát vào mặt người hâm mộ, khi các học trò của ông Veliza Popov đã để cho đối thủ gỡ lại 2 bàn và phải chật vật đến những phút thi đấu bù giờ cuối cùng mới có bàn thắng để ấn định tỷ số chung cuộc 3-2. Mặc dù vẫn vui mừng khi nhìn thấy U23 Myanmar có được chiến thắng, nhưng với màn trình diễn tệ hại trong trận đấu đó sẽ khiến cho người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov lúc này gần như đứng ngồi không yên khi đội bóng con cưng của họ sắp phải đối đầu với U23 Philippines, một đối thủ đang có tính kỷ luật rất cao tại SEA Games lần này. Và nếu như không nhanh chóng ổn định lối chơi thì không ngoài khả năng U23 Myanmar sẽ phải nhận lấy trận thua muối mặt trước U23 Philippines. Phía bên kia sân, U23 Philippines vừa có được một điểm quý hơn vàng khi cầm hòa được đội bóng chủ nhà U23 Việt Nam trong trận đấu tẻ nhạt không bàn thắng. Huấn luyện viên Norman Vecchiaro đã dùng chính chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng khi đối đầu với các đội bóng lớn để mang về một kết quả không khác gì một chiến thắng trọn vẹn. Song, cũng phải kể đến đó là trận đấu có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với họ khi các chân sút hàng đầu của U23 Việt Nam đã tự đánh mất đi cơ hội ghi bàn với vô số tình huống hỏng ăn đáng tiếc. Còn ở trận đấu với U23 Myanmar sắp tới, đây không khác gì trận đấu mang tính chất bản lề đối với U23 Philippines, bởi nếu như có được 3 điểm trước U23 Myanmar, thì đội bóng của ông Norman Vecchiaro sẽ tiếp tục giữ vững ngôi đầu và có quyền lựa chọn đối thủ của mình ở trong trận bán kết. Qua đó, sự thận trọng sẽ là những gì mà U23 Philippines sẽ đặt lên hàng đầu trong trận đấu này. Giờ chúng ta cùng soi kèo giữa U23 Myanmar và U23 Philippines nhé! Không ngoài khả năng U23 Philippines sẽ tiếp tục vận dụng lối chơi phòng ngự giống như cái cách mà họ đã làm trước U23 Việt Nam, chắc chắn U23 Myanmar sẽ chủ động tấn công để cố tìm kiếm chiến thắng, bởi một trận hòa vẫn là không đủ để đội bóng này có thể nghĩ đến chiếc vé vào bán kết, vì những đối thủ sau đó của họ đều là những cái tên khó chịu như U23 Singapore và U23 Việt Nam. Nên phần lớn khả năng đây sẽ là trận đấu không có quá nhiều bàn thắng được ghi và sẽ về xỉu ở kèo 2.5 cả trận. Còn xét về kèo châu Á, ở thời điểm anh em xuống tay, đội bóng nào ở kèo chiếu dưới thì chúng ta nên theo, bởi rất có thể trận đấu kết thúc với một kết quả hòa. Cụ thể Phạt Đền dự đoán kết quả soi kèo U23 Myanmar và U23 Philippines như sau. Dự đoán tỷ số 1-1, kèo châu Âu, hòa, kèo chấp châu Á, chọn U23 Myanmar đồng nửa, kèo tài xỉu, xỉu 2.5. Trên đây chỉ là phần dự đoán, không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.